Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện liên kết chặt chẽ với các hộ dân ở vùng trồng lúa Mường Vi, huyện Bát Sát, thì hợp tác xã đã không ngừng đầu tư và nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại hơn. Cùng với một hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, liên hoàn, bao gồm máy sàng lọc tạp chất, máy bóc vỏ lúa, máy sàng phân loại gạo, máy đánh bóng vỏ lúa, máy tách màu, máy đo độ ẩm lúa gạo, máy đóng bao bì. Hợp tác xã còn đưa thêm một loại máy đánh bóng gạo trị giá 80 triệu đồng vào trong sử dụng, qua đó đảm bảo công suất chế biến 50 tấn thóc mỗi một tháng, gấp 2,5 lần so với những năm trước đây. Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại như vậy, mỗi một công đoạn xay sát chế biến sản phẩm đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và kỳ công. Sản phẩm gạo nứt thì hợp tác xã đã mang đi phân tích ở dưới Viện Kiểm nghiệm Quốc gia An toàn thực phẩm. Thì trong cái gạo nứt thì có cái hàm lượng B3, B6 và B1 nó cao hơn cái gạo bình thường khác. Cùng với các loại và hợp tác xã đã phân tích để đối chiếu khi công bố và in cái tiêu chuẩn chất lượng lên bao bì, thì khi đưa ra thị trường thì được đánh giá, khách hàng đánh giá là cái sản phẩm có ưu điểm ăn gạo nó thơm và rẻ hơn các gạo nứt khác. Không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng và chất xơ cao gấp 3 lần so với các loại gạo lứt thông thường, hạt gạo lứt sánh cù của hợp tác xã Mường Vi còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác như carbon hydrate, lipid, glucid, chất khoáng. Và đặc biệt là khi nấu ăn, chỉ cần ngâm 30 phút trước khi nấu đã cho hạt cơm mềm. Đây chính là đặc trưng nổi bật của loại gạo sến củ, sản phẩm được chứng nhận thương hiệu đặc sản tại Lào Cai. Cái gạo nứt này thì phù hợp cho đa phần là mọi đối tượng, ai cũng có thể dùng được. Nhưng đa phần là dành cho những người mà ăn kiêng, những bệnh tiểu đường hay những người giảm béo. Sản phẩm gạo nứt sến củ của hợp tác xã ấy, thì chủ yếu đưa về các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, và năm 2019, cuối năm 2019 và đầu 2020 thì hợp tác xã đã ký kết cái hợp đồng tiêu thụ trong nhà phân phối độc quyền tại miền Nam, đưa ra cái sản phẩm gạo tẻ và gạo nứt sáng củ đã đưa vào trong miền Nam. Trong số 3 sản phẩm hàng hóa nông sản sạch an toàn được sản xuất theo chuỗi giá trị của hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi, huyện Bát Sát, hai sản phẩm chủ lực đó là gạo đặc sản sáng củ Mường Vi và gạo lứt sáng củ dành cho người ăn kiêng đã được hội đồng thẩm định OCOP tỉnh Lào Cai cấp chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm còn lại là giấm táo mèo Mường Vi được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.